trong cái nắng nóng mùa hè, cùng sự tất bật hối hả với công việc, tại sao các bạn gái không tìm cho mình cảm giác thoải mái để xua đi cái ngột ngạt, khó chịu của thời tiết? Hãy chuẩn bị cho mình những chuyến đi để cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau thư giãn các bạn nhé! Tập trước, Trang và Hằng đã tận hưởng mùa hè của mình tại khu nghỉ dưỡng Oma Oasis Long Hải. Và trong tập này, chúng ta cùng xem các bạn ấy đã có những trải nghiệm thú vị gì tại đây. Này kỳ ghê á, hai đứa đã hẹn với nhau đi spa mà bây giờ bỏ mình ngồi ở đây có một mình. Cô nàng này chắc chắn là thấy khung cảnh ở đây đẹp quá cho nên đã lén lén đi một mình nè. Quyết định luôn, bây giờ Trang sẽ đi trải nghiệm liệu trình spa ở đây trước, sau đó sẽ kể lại với Kim Hằng, đảm bảo với các bạn là Kim Hằng sẽ ghen tị với Trang cho mà coi. Thì mình sẽ đi thôi. Mình có nhiều bài massage quá. À chị ơi, em thấy ở đây mình có bài massage trên nè chị. Thì không biết là cái bài massage này có gì lạ cũng như là công dụng của nó với sức khỏe thì sao chị? Dạ, cái bài massage trên này là sẽ sử dụng massage kết hợp với trên, và trên nó sẽ tác dụng lên các cơ của trên cơ thể mình, giúp cho giãn các cơ, đồng thời là sẽ giúp lưu thông huyệt máu và giúp cho máu của mình nó được cân bằng á chị, sẽ rất là thư giãn ạ. À, nghe thật là thích. Vậy bây giờ em với chị phải đi thử lì đúng không chị? Dạ, em mời chị theo em ạ. Dạ. Dạ em mời chị. Liệu trình thư giãn tại đây gồm 3 hoạt động: xông hơi, massage thư giãn tinh thần và lựa chọn học một trong 2 môn thể dục thư giãn là thái cực quyền hoặc yoga. Sau khi được nhân viên tư vấn về liệu trình thư giãn tại Oma Oasis Long Hải, Thùy Trang đã chọn cho mình gói liệu trình như sau: xông hơi khô, massage tre và học thái cực quyền trên biển. Nào, chúng ta cùng theo chân Thùy Trang để trải nghiệm mùa hè tại khu nghỉ dưỡng này nhé. Xông hơi khô thường dùng đá, sỏi được đun nóng để tăng nhiệt độ bên trong đến 50 độ C, đôi khi đạt tới gần 75 độ C. Khi xông hơi khô bằng cách tăng nhiệt độ của cơ thể, có thể giết chết các vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm, giúp thanh độc cơ thể, làm trẻ hóa và sáng tế bào da, đồng thời tạo ra cơn sốt nhân tạo, kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu, đào thải độc tố và ngăn ngừa mụn. Tre là một kỹ thuật mô sâu, sử dụng kích thước và độ dài của thanh tre khác nhau để kích thích tuần hoàn máu. Thanh tre có thể sử dụng lên khu vực rộng lớn của cơ thể hoặc chỉ là gây áp lực cho một số khu vực cụ thể. Tùy vào kích thước và đường kính của thanh tre mà chúng được sử dụng vào các mục đích khác nhau. Massage tre là một hình thức xoa bóp, nhào nặn cơ bắp theo chiều sâu, giúp làm giảm căng thẳng, chống rối loạn các chức năng cơ bắp và làm dịu cơn đau cơ bắp, tăng sự lưu thông và hỗ trợ một cảm giác thư giãn theo chiều sâu. Kỹ thuật massage tre kết hợp với dầu hoặc kem dưỡng da tác động lên cơ thể, có thể làm giảm đột quỵ,
tăng việc lưu thông máu và thúc đẩy việc thư giãn một cách tối đa. Thật là thú vị và tuyệt vời, các bạn biết không? Trang đã từng trải nghiệm rất là nhiều spa rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình được thử massage bằng tre. Và quả thật là Trang cảm thấy như là từng cái huyệt đạo của mình được tác động, cũng như là máu huyết được lưu thông. Và chắc chắn Trang sẽ chia sẻ điều này ngay với cô bạn tên Kim Hằng. Một tinh thần sảng khoái và cơ thể khỏe mạnh là bí quyết để kéo dài tuổi thọ của bạn, giúp bạn luôn trẻ, luôn khỏe. Chính vì vậy, đừng quên dành tặng cho mình những giây phút thư giãn tuyệt vời với những liệu trình spa hấp dẫn như xông hơi, massage và luyện tập thể dục. Đừng bỏ qua cơ hội để tận hưởng cuộc sống các bạn nhé! Hằng biết là cô bạn Thùy Trang của Hằng rất là thích ăn hải sản, nhưng mà cô nàng này lại sợ bị nổi mụn. Cho nên là ngày hôm nay Kim Hằng đã lén Thùy Trang ra đây để mà học chế biến một món ăn có một cái tên rất là dễ thương, đó chính là quà của biển. Món ăn này nè vừa thơm ngon nè, vừa tốt cho sức khỏe, lại không sợ bị nổi mụn. Chắc chắn rằng Thùy Trang sẽ rất là thích đây. Hello. Xin chào, hôm nay tôi sẽ nấu món cá chẽm với nghêu để tặng các bạn. Nguyên liệu cần có bao gồm chanh, sả, ớt. Đầu tiên chúng ta sẽ phi-lê cá trước. Tiếp đến chúng ta sẽ nêm gia vị cho cá, một chút tiêu, một ít nước tương, và chúng ta sẽ ép một ít nước cốt chanh cho vào cá. Sau đó thêm lá chanh để tạo hương thơm. Sau khi ướp cá xong, chúng ta sẽ gói cá vào giấy bạc và mang đi nướng. Tôi sẽ chế biến tiếp món này với một ít ớt chuông, nghêu và chanh dây. Tôi sẽ bỏ tất cả vào giấy bạc và gói chúng lại và mang đi nướng. À, trông nó giống một món quà. Thank you. Okay. Công đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành làm nước sốt và salad cho món này nhé. Nguyên liệu cần có cam, chanh dây và ớt chuông đỏ. Cam chúng ta sẽ gọt vỏ, lấy tép cam và lấy nước. Chanh dây chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ớt chuông chúng ta sẽ bỏ vỏ và cắt thành hạt lựu như thế này. Sau đó cho tất cả vào tô và một ít rau mùi các bạn nhé. Sau khi cá và nghêu đã nướng xong, chúng ta chỉ việc cho chúng ra đĩa, rưới nước sốt và trang trí chúng cho thật bắt mắt là được. Và đây chính là quà của biển, rất là nhiều màu sắc và vô cùng thơm ngon đó nha. Kim Hằng tin chắc đây sẽ là một món quà tinh thần vô cùng dễ thương mà Hằng dành tặng cho Thùy Trang. Tình trạng da khô sẽ trở nên tệ hại hơn trong mùa hè. Chính vì vậy, hãy nhanh chóng ghi lại những bí quyết dưỡng da dưới đây để luôn tự tin và thoải mái các bạn nhé!
cơ thể sẽ dễ bị mất nước vào mùa hè. Vì vậy, uống đủ từ 2 đến 2,5 lít nước một ngày và ăn thêm trái cây, rau xanh có chứa nhiều chất xơ, các loại vitamin sẽ giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong. Đặc biệt nhé, ngủ đủ giấc và tập thể dục cũng giúp cải thiện vẻ tươi trẻ cho làn da của bạn. Nên rửa mặt dưới vòi sen vì áp lực của nước mạnh sẽ dễ gây tổn thương đến làn da của bạn. Chính vì vậy, thay vì rửa mặt dưới vòi sen, các bạn có thể hứng nước vào chậu và dùng tay để vốc nước lên mặt. Các bạn lưu ý nhé, để làm sạch làn da của mình, các bạn có thể sử dụng lotion, sữa rửa mặt hoặc nước hoa hồng để rửa sạch và làm dịu đi làn da mặt của mình các bạn nhé. Chúng ta mất nước hàng ngày, hàng giờ, ở mọi thời điểm trong năm, nhất là vào mùa hè. Chính vì vậy, các bạn hãy thoa kem dưỡng da đúng cách để bảo vệ làn da của bạn không bị khô. Các bạn nhớ nhé, các loại kem dưỡng và lotion tự nhiên sẽ mang lại lợi ích tối đa cho làn da khô, giúp làm liền, thấm sâu và bảo vệ làn da khỏi sự lão hóa. Chuối, chanh và mật ong sẽ giúp nuôi dưỡng làn da của bạn. Nguyên liệu cần có, thứ nhất là chuối. Thứ hai không thể thiếu, đó chính là chanh. Và cuối cùng là mật ong. Chuối rất giàu kali và tốt cho sức khỏe. Không chỉ cho cơ thể mà nó còn có thuộc tính chống lão hóa, giúp da bạn luôn trẻ trung, khỏe mạnh. Mật ong thì là một chất giữ ẩm tự nhiên và rất giàu vitamin, tốt cho da và tóc. Các loại vitamin A, C, B trong chanh có thể hấp thu được qua da, làm da đẹp và mịn màng hơn. Cho nên mật nạ chuối, chanh và mật ong là một loại mật nạ trẻ hóa làn da, giúp da bạn luôn mềm, mịn và xóa đi những nếp nhăn. Các bạn nên đắp mặt nạ cho da ít nhất 2 lần một tuần các bạn nhé, để nuôi dưỡng làn da của bạn thật mềm mại và mịn màng. Tẩy tế bào chết đều đặn khoảng 2 lần một tuần giúp loại bỏ lớp da khô bên ngoài, làn da được sạch sâu, đem đến làn da mịn màng, đồng thời da có thể hấp thu chất dinh dưỡng thấm sâu vào bên trong một cách tốt hơn. Good day is the world with you in it. A good day is a heart with no limit. Show me forever, know me forever, oh. Mùa hè đến, ánh nắng mặt trời hoạt động mạnh mẽ hơn. Tia cực tím gây tổn thương nhiều hơn cho làn da, làm mất độ ẩm, dẫn đến sạm và lão hóa. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là rất cần thiết. Bạn nên sử dụng riêng hai loại cho da và toàn thân, bởi chúng có hàm lượng thành phần khác nhau. Các bạn chú ý nhé, thoa đủ lượng kem theo hướng dẫn sử dụng trước 30 phút khi bạn ra ngoài và sau từ 2 đến 3 giờ thoa lại một lớp mỏng. Sở hữu một làn da trắng sáng đẹp không tì vết là ước mơ của tất cả phái đẹp. Nhưng làm thế nào để chúng ta có được một làn da khỏe mạnh, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng?
chúng ta sẽ cùng xem lại những bước chăm sóc da cơ bản cho mùa hè này các bạn nhé. Chăm sóc da từ bên trong. Phương pháp này giúp bạn duy trì làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Làm sạch da đúng cách. Dưỡng ẩm cho da. Sử dụng kem dưỡng từ thiên nhiên để nuôi dưỡng làn da của bạn. Cách mặt nạ từ thiên nhiên là cách chăm sóc da cơ bản giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da của bạn. Tẩy tế bào chết cho da. Sử dụng kem chống nắng đúng cách. Kem chống nắng sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất bảo vệ làn da của bạn trong những ngày hè này. Những thói quen chăm sóc da đúng mực là cách để bạn duy trì một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ. Thái cực quyền được biết đến như là một môn thể dục để tăng cường sức khỏe. Một phương pháp dưỡng sinh trị liệu hữu hiệu giúp thư giãn tâm hồn, chống căng thẳng thần kinh. Hằng nè, nãy giờ Trang đã được trải nghiệm rất là nhiều dịch vụ ở khu nghỉ dưỡng này. Chẳng hạn như là Trang được xông hơi nè, massage tre nè, còn được tập thái cực quyền nữa. Ôi, tập thái cực quyền? Ừ, thằng nghe nói khó lắm không? Không có khó đâu. Hằng biết không, thái cực quyền á, tập bài tập rất là dài, nhưng mà thực sự ra bây giờ Trang cũng chỉ nhớ vài động tác mà Trang muốn chỉ cho Hằng luôn. Với lại hình như nó cũng tốt cho sức khỏe đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi bây giờ mình tập liền đi. Tập luyện buổi tối không những có thể giúp não thư giãn hoàn toàn, làm dịu sự căng thẳng thần kinh, mà còn giúp tiêu hao nhiệt lượng, giảm tích lũy chất béo trong cơ thể. Thời gian tập tốt nhất trong ngày là từ 4 đến 5 giờ chiều, hoặc sau bữa ăn tối từ 2 đến 3 tiếng. Do khả năng thích ứng và khả năng điều tiết toàn thân của cơ thể lúc đó khá cao, nhất là nhịp tim và huyết áp đều khá ổn định, rất thích hợp cho việc tập luyện thể thao. Thái cực quyền đặc trưng bởi các động tác chậm rãi, từ tốn và thở sâu. Hình thức tập luyện trí óc cơ thể này đôi khi còn được gọi là thiền vận động. Lợi ích của việc luyện tập thái cực quyền rất nhiều. Mỗi động tác của thái cực quyền hầu như là sự vận động của toàn thân, làm cho mỗi bộ phận trong thân thể chúng ta có nhịp hoạt động. Trong khi luyện tập cần phải kết hợp động tác với sự hô hấp một cách tự nhiên để làm phát triển cơ quan hô hấp và tăng gia lượng hoạt động của phổi. Lý thuyết cho rằng các chuyển động sẽ kích thích dòng khí lưu thông trong cơ thể và giúp cải thiện thăng bằng, độ linh hoạt và sức mạnh của cơ. Thái cực quyền cũng giúp làm giảm stress nhờ thúc đẩy sự yên tĩnh nội tâm. Mời các bạn cùng xem lại những động tác cơ bản mà Thùy Trang đã học được trong ngày hôm nay. Khởi động môn thái cực quyền là động tác chào. Động tác 1, động tác vẫy sóng. Những động tác dịu dàng kết hợp với sự buông lỏng cơ bắp làm cho thần kinh được nghỉ ngơi, khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Động tác 2, động tác mở lồng ngực. Động tác này giúp tăng cường được sự dẻo dai, sự linh hoạt của các khớp xương, nhất là của cột sống và của các khớp ở tay chân. Động tác 3, động tác vẽ cầu vồng. Động tác vòng tròn khiến toàn bộ các cơ bắp và các đường gân trong cơ thể phải tham gia hoạt động, khiến khả năng của chúng thêm phong phú và uyển chuyển. Động tác 4, động tác ngắm mặt trăng. Động tác này giúp hệ xương cốt và các cơ quan khác chịu sự chi phối của cơ bắp, song có tác dụng hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của xương. Động tác 5, động tác vẫy lụa. Động tác 6, hội tụ thiên hương. Thái cực quyền có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời tiết, mang lại sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Một chút nắng, một chút vu vơ cho ngày hè của những cô gái khỏe đẹp. Hãy dành cho tâm hồn những giây phút bình yên để thư giãn tinh thần và cùng nhau bỏ túi những bí kíp làm đẹp các bạn nhé. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta biết tận hưởng giá trị của nó. Và hãy là những cô gái trẻ, khỏe, đẹp và đặc biệt là luôn yêu chiều bản thân mình các bạn nhé.